Hội ngộ đặc biệt giữa cô gái trẻ và người lính cứu hỏa đã cứu mình. Cô gái 22 tuổi được cứu khỏi đám cháy đã có cuộc hội ngộ đặc biệt với Thiếu tá Nguyễn Minh Đức trong gala việc tử tế 2023. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức chia sẻ, đi chữa cháy nhiều rồi nhưng có lẽ đó cũng là lần đầu tiên mà có một nạn nhân được cứu đã bày tỏ lòng biết ơn bằng một chiếc ôm đặc biệt như vậy. Từ thời điểm đó, hai chú cháu cũng chưa có dịp gặp mặt ngoài đời. Trong chương trình gala việc tử tế Xuân Quý Mão vừa qua, đây là lần tái ngộ mang nhiều cảm xúc của cô gái trẻ và ân nhân của mình. Cảm ơn những người hùng đã mang lại cho nạn nhân một cuộc sống mới, một lần được tái sinh. Cái giây phút mà khi em nhìn thấy được các anh và các chú đi chạy lên và cứu em ấy, thì em lúc đấy em cảm thấy em đã nhìn thấy một tia hy vọng